Ok, file, đây là Nokia file. Chào các bạn, đây là Nokia 5, máy chính hãng ở Việt Nam đang có giá bán là 4 triệu 259 ngàn. Và chúng ta sẽ xem coi cái hộp như thế nào. Một cái hộp rất là ấn tượng, nó làm mình gợi nhớ đến cái logo, cái hình ảnh Connecting People trước đây của Nokia. Nhưng mà bây giờ cái hình nó thay đổi khác rồi, nhưng mà vẫn là hai cái bàn tay nắm lấy nhau. Trong đây thì phụ kiện nó cũng khá là đơn giản, có sách hướng dẫn sử dụng, có cái cây lấy sim. Và trong hộp này thì còn có thêm cái củ sạc, tai nghe và cáp ha. Tương đối là đầy đủ cho mọi nhu cầu sử dụng. Đây, chiếc Nokia 5 khá là dài và rất là đẹp. Cái cảm giác, cái ấn tượng đầu tiên mà mình thấy cái mặt sau của nó đó là nhìn rất là giống những cái máy Lumia trước đây. Những cái máy Lumia có một, nó có một cái bảng nó rất là rộng, nhìn nó khá là vuông vức. Và cái cụm camera cũng như là cái cách mà Nokia làm bo viền cái máy này thì nó giống như là những chiếc Lumia trước đây ha. Mặc dù là cái ngoại hình của nó cũng rất là cơ bản, không có gì đặc biệt hết, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ đó làm cho mình gợi nhớ lại những cái chiếc flagship trước đây của Nokia. Thì toàn bộ cái vỏ của máy được làm bằng nhôm và bo cong lên tới tận cái mép ở bên trên, nhìn nó rất là đẹp. Và cái màn hình, cái mặt kính Gorilla Glass ở bên trên đó thì cũng được làm cong mép ở hai bên, cho nên là nhìn cái máy nó rất là bóng bẩy, nó nhìn nó cao cấp hơn. Và cái cụm anten ở phía dưới và phía trên các bạn thấy là làm cũng rất là tinh tế, nó không có nằm trên mặt sau mà nằm hẳn ở cả cạnh trên và cạnh dưới. Và cái được làm cũng là màu trắng luôn, tuyệt màu với cái màu vỏ nhôm này thì nó rất là đẹp. Hơi tiếc là máy vẩn còn sử dụng cái cổng sạc micro USB, thì cái cổng này bây giờ bắt đầu nó đã lỗi thời rồi. Mình vẫn thích nó là cái cổng USB-C hơn để mà xài được với những cái phụ kiện USB-C bây giờ. Hai cái lỗ bên này nó là hai cái lỗ loa, âm lượng loa ngoài của nó rất là lớn. Đây là mic. Ở trên thì vẫn có cổng âm thanh 3.5 để các bạn xài được với những cái tai nghe cũ. Cụm camera thì có vẻ là cái khu vực này nó hơi dư thừa, nếu mà nó có hai camera thì nó sẽ hợp lý hơn so với cái thiết kế này. Nên chỉ có một cái thôi, nhưng mà nó vẫn dài xuống bên dưới. Đây là đèn flash dual tone, hai tông màu khác nhau. Về ngoại hình, trước đây mình rất là thích cái mặt trước của Nokia 5, bởi vì là nhìn cái hình render, hình quảng cáo á, thì chúng ta có cảm giác là cái màn hình nó tràn ra tới tận hai bên mép, nhưng mà thực tế thì ở đây là cái mép màn hình của nó hơi dày chứ nó không có mỏng như là quảng cáo. Các bạn thấy là vẫn có hai cái mép đen ở hai bên, và cộng thêm cái khung bo tròn của nó nhô ra một tí nữa, cho nên là hai cái mép hai bên bây giờ nó dày hơn so với cái hình quảng cáo khá là nhiều. Và cái viền trên và dưới nó cũng khá là dày nữa, dư ra rất là nhiều cái không gian thừa, cho nên là cái cảm giác là cái máy nó cao hơn, nó dài ra so với những cái máy khác. Đó, thì cấu hình của cái chiếc máy chỉ ở mức tầm trung thôi. Snapdragon 430 có 2 GB, bộ nhớ trong là 16 GB thì cũng tương đối đủ. Cái máy này đặc biệt là được cài sẵn cái Android 7.1.1, cho nên là các bạn không cần phải lo về cái vụ là có được nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất bây giờ chưa. Cái giao diện này thật ra thì nó vẫn là sử dụng cái giao diện gốc của Android, nhưng mà cái app launcher này thì được thiết kế lại để mà chúng ta không cần phải bấm cái nút menu để vào màn hình app nữa, mà bây giờ có thể là kéo từ dưới kéo lên luôn. Những icon này nhìn theo cảm giác mình là nó hơi chán, những icon nó hơi hơi đơn điệu, nó không có được đẹp, nhưng mà chúng ta có thể giải quyết khá là dễ dàng bằng cách là cài những cái app, những cái launcher khác từ Play Store vào. Rồi, xin cảm ơn các bạn.